Xin chào tất cả các chị em đã đến với kênh Đẹp Mỗi Ngày. Thì Đẹp Mỗi Ngày hôm nay sẽ review cho mọi người một cái dòng sản phẩm kem chống lão hóa có nguồn gốc từ Hàn Quốc, đó chính là kem chống lão hóa 22 gen mọi người nhé. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mà được rất là nhiều người sử dụng, và cái sản phẩm này nó đã có mặt trên thị trường rất là lâu và có rất là nhiều người sử dụng hiệu quả. Thì hôm nay thì Đẹp Mỗi Ngày sẽ review chi tiết cho mọi người và hướng dẫn cho mọi người cái cách thức phân biệt thật giả nhé, bởi vì là cái kem 22 gen này này trên thị trường nó có rất là nhiều hàng giả luôn ý mọi người. Đấy, thì cái hàng chính hãng của người ta đang bán giá 790.000, mà trên thị trường ấy nó có hàng nó bán có 50.000. Cho nên các anh chị phải biết được rằng là rõ ràng là nó hàng không phải là hàng chính hãng mọi người nhé. Đấy, thì hôm nay thì Đẹp Mỗi Ngày sẽ review chi tiết về cái công dụng cho sản phẩm cho mọi người xem và hướng dẫn cho mọi người cái cách thức phân biệt thật giả để chúng ta mua phải hàng chính hãng nhé. Kem 22 gen dùng rất là thích, bản thân mình thì mình cũng đang dùng, nó giúp làm trắng da, chống lão hóa, mờ nám tàn nhang rất là tốt luôn, và nó làm bật cái tông làn da của chúng ta rất là rõ ràng luôn. Đấy, thì đây là kem chống lão hóa 22 gen này. Đó, thì một cái lọ như thế này nó sẽ là 30 gram mọi người nhé. Đây là mặt đáy của sản phẩm này, ghi rõ số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng này. Đấy, và công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm đó chính là công ty cổ phần Thịnh Tâm Đường, có trụ sở tại Đinh Công Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội mọi người nhé. Đấy, thì đây là một cái dòng sản phẩm mà nó trả đúng như cái tên của nó, là nó trả lại cho chúng ta một cái tuổi như là tuổi 22. Đấy, thì nó sẽ với 100% từ thiên nhiên thì nó sẽ giúp cho chúng ta là nuôi dưỡng, tái tạo làn da trẻ đẹp như là tuổi 22, bổ sung collagen và elastin tự nhiên. Đấy, nó sẽ tái tạo cái cấu trúc nền, se khít lỗ chân lông nhanh chóng và không kích ứng và không có tác dụng phụ luôn mọi người nhé. Đấy, mãi mãi tuổi thanh xuân cho chúng ta luôn, một cái dòng kem mà mình dùng, bản thân mình dùng giấy thấy rất là thích. Đấy, nó làm cho da của chúng ta nó căng mịn mà nó mờ nám tàn nhang và nó mờ nếp nhăn rất là rõ rệt luôn ý mọi người. Đấy, thì một cái dòng sản phẩm này ấy, giá của nó ấy là 790.000 mọi người nhé. Còn trên thị trường cái loại hàng mà nó không phải giá này thì chắc chắn thì nó không phải là hàng chính hãng của công ty rồi. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho mọi người. Thì cái kem này ấy, thì nó sẽ là giúp xóa tan những cái nếp nhăn kẻ thù của làn da. 22 gen là nó là cái sản phẩm mà kem chống lão hóa chiết xuất từ tinh chất quý, được nhập khẩu 100% từ các cái vườn nguyên liệu chất lượng hàng đầu tại Hàn Quốc và đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm và cấp phép. Đấy, và được nghiên cứu và phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam, đảm bảo tính nhanh chóng, hiệu quả và tối ưu, không có tác dụng phụ mọi người nhé. Đấy, thì nó là kem sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc. Đấy, nhà máy sản xuất là đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, phù hợp với làn da của phụ nữ châu Á. Đấy, và nó đã được Bộ Y tế tại Việt Nam cấp phép mọi người nhé. Đấy, cho nên là chúng ta yên tâm. Cái nó kỹ hơn một chút về cái tác dụng của cái kem 22 ở gen này ý, thì nó sẽ giúp cho là dưỡng ẩm và nuôi dưỡng. Đấy, nó sẽ có cái thành phần hoạt tính thấm vào trong lớp biểu bì 22 gen, làm mịn nếp nhăn, trả lại cho chúng ta một cái làn da rất là khỏe mạnh. Thứ hai nữa là nó sẽ cung cấp dinh dưỡng, nuôi dưỡng các cái với làn da của chúng ta với các cái vitamin và vi chất dinh dưỡng, kích thích sản xuất collagen và elastin. Nó sẽ giúp phục hồi collagen và elastin, làm mờ nếp nhăn, huyết thanh, tạo lớp bảo vệ trên bề mặt làn da của chúng ta. Các cái thành phần chính của kem 22 gen ấy thì ở trên này nó ghi tên hoạt chất cho nên chúng ta sẽ không đọc được đâu, thì em sẽ phân tích kỹ hơn một chút về thành phần nhá. Thành phần của nó thì chiết xuất 100% từ tinh chất quý, được nhập khẩu từ các cái vườn nguyên liệu chất lượng tại Hàn Quốc, như là sữa ong chúa, thì chúng ta cũng biết là nó cung cấp lên tới hơn 20 cái loại axit amin và các cái vitamin như là A, B1, B2, B6, vitamin E. Thứ hai nữa là cái dầu hạt nho thì nó sẽ giúp cân bằng lượng dầu trên da, xóa mờ các cái nếp nhăn và vết thâm sạm. Đấy, và cái dầu jojoba thì nó giàu vitamin E và B, cấp ẩm, đồng thời gây ức chế và loại bỏ các cái gốc tự do gây lão hóa. Thành phần collagen thủy phân thì nó với kích thước siêu nhỏ, dễ dàng thẩm thấu vào bên trong da, gấp 7 lần so với collagen thông thường. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, và rất là nhiều người sử dụng hiệu quả cái sản phẩm này và nó trả lại chúng ta một cái làn da rất là rõ ràng mọi người nhé. Và để mà nhận biết được hàng chính hãng ý, thì cho mọi người xem nhé. Đây, hàng giả đây. Cái màu, cái tem của nó ấy, là tem của Bộ Công an. Cái hàng chính hãng ấy thì nó phải có cái tem cào xác thực ấy mọi người nhá. Nó có cái mã này, mã QR code này mọi người thấy không? Ở đây nó có cái mã QR code chúng ta cào ra chúng ta quét. Hoặc là ở đây nó có cái chỗ này, chúng ta phải lột cái màn co này ra. Thì nó sẽ cào, chúng sẽ có một cái lớp phủ bạc chúng ta cào ra ở đây, mọi người thấy rõ không? Đấy, ở đây có công ty có ghi này.
Đấy. Đây. Cào lớp phủ bạc để lấy mã số. Sau đấy chúng ta soạn tin theo cú pháp là IC dấu cách mã số gửi 8077 là chúng ta sẽ kiểm tra được. Chúng ta cào cái lớp này ra mọi người nhé. Đấy, thì để chúng ta kiểm tra đấy. Là thứ nhất, thì đó là cái tem chính hãng hiện tại mẫu mới nhất nó phải như thế này. Thứ hai nữa là mọi người hãy nhìn vào cái lọ kem hàng thật này. Hàng thật ý, thì cái hộp của nó màu hồng nhạt, chữ in đều sắc nét rất là nhạt đẹp như thế này. Còn hàng giả thì nó màu màu đậm hơn và cái màu hồng rất là quê, mọi người thấy chưa? Thứ hai nữa là cái tem thì hôm nãy mình nói đấy, thì hàng chính hãng trước ngày trước thì nó tem này nhưng mà bây giờ nó đổi sang tem điện tử cho nên chúng ta quét dễ hơn mọi người nhé, chúng ta dễ kiểm tra hơn bởi vì toàn bộ những cái mã số chính hãng ở đây ý, thì là công ty đã đăng ký với cái tổng đài 8077 rồi nên là khi các anh chị mà kiểm tra xong ý, thì người khác lấy lại cái mã số đấy kiểm tra thì cũng sẽ không kiểm tra được và chúng ta chỉ kiểm tra được một lần thôi, dẫn đến ý là sẽ cái mã này nó sẽ không bị làm giả mọi người nhé. Đấy và mọi người nhìn nữa nhé, hàng hàng giả không có lẫy, mở nắp hộp kem rất là bất tiện, còn hàng chính hãng nó sẽ có một cái lẫy mở ra nhé. Đấy, hàng giả thì hộp màu hồng đậm, mực in kém, mờ không sắc nét đây, còn hàng chính hãng thì mọi người thấy không, màu hồng nhạt, chữ sắc nét đều màu đấy mọi người nhé. Đấy thì chúng ta có thể là kiểm tra bằng cái này đó. Và ngoài ra thì cái mã vạch ở đây ấy thì nó đã bị làm giả rồi cho nên là chúng ta quét hàng giả hay hàng thật thì cũng quét nó vẫn ra mọi người nhé. Còn nếu mà mọi người có thích quét thì chúng ta hãy quét đây, bấm vào đây ai check này, chúng ta nhấp vào. Mọi người chờ một lát nhé. Đây, chúng ta đưa vào chúng ta quét. Đấy, nó hiện ra này. Sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin là được mọi người nhé. Đấy thì đó chính là một số những cái thông tin cơ bản và cái cách kiểm tra cái kem 22G này. Còn mọi người nếu mà có cần tư vấn gì thêm ý, thì mọi người cứ gọi trực tiếp cho mình theo số 0899 92 9233 để mình hỗ trợ thêm thông tin cho mọi người nhé. Và lưu ý ấy là bấm đăng ký kênh. Đấy, bấm đăng ký kênh đẹp mỗi ngày để khi mà có những cập nhật mới về sản phẩm hoặc là những cái thông tin mới thì các anh chị sẽ là người được nhận thông báo để xem video nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video kế tiếp nhé. Xin chào.